chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube ecovin.vn. Trong video ngày hôm nay thì Ecovin sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng em đai thoát vị đĩa đệm Jack 5 cao cấp này. Đây là một phiên bản cao cấp, nó khác biệt hoàn toàn với lại cái phiên bản Jack 5 cũ, từ thiết kế ở ngoài vỏ hộp cho đến các tính năng ở bên trong. Vậy thì sản phẩm này thì dùng như thế nào, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào tìm hiểu cách sử dụng nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đập hộp. Vỏ hộp Jack 5 bản mới này được ghi đầy đủ thông tin cũng như là các tính năng. Mở hộp thì vô cùng chắc chắn. Bên trong vỏ hộp thì chúng ta sẽ nhận được đầu tiên chính là một thẻ bảo hành 12 tháng. Tiếp theo là một sách hướng dẫn sử dụng. Một thiết bị bơm khí. Một miếng dán mở rộng phạm vi massage. Một dây sạc tai si. Và cuối cùng đây chính là một đai hơi Jack 5 hiện đại, được đặt trong một túi đựng riêng biệt, rất là thuận tiện. Và trước khi đi vào hướng dẫn sử dụng, Ecovin sẽ tóm tắt các tính năng của đai. Đây là bảng điều khiển thông minh. Bảng điều khiển này thì có nút bấm cảm ứng gồm nút rung, nút nhiệt, hiển thị pin, hiển thị chỉ số nhiệt độ. Quanh góc bảng điều khiển thì có nút nguồn để bật tắt máy. Cổng cắm sạc. Còn đây chính là đầu cắm thiết bị bơm xả khí. Ngoài ra bên trong thân đai là vị trí lắp miếng đệm sửa ấm kết hợp với rung. Khi dùng chế độ nhiệt và rung thì các bạn chỉ cần lắp miếng đệm này vào đai như thế này là được. Xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu cách sử dụng chi tiết. Bước 1. Quấn đai quanh thắt lưng cột sống sao cho cảm giác thoải mái nhất. Và như đã nói ở phần đầu thì đi kèm với đai còn có miếng dán mở rộng lên tới 25cm, nên mọi người có kích cỡ thắt lưng cột sống to nhỏ đều đeo dễ dàng và thoải mái. Thậm chí những người nặng cân từ 100 đến 110 cũng hoàn toàn có thể sử dụng hiệu quả. Bước 2. Bơm hơi căng cơ. Để bơm hơi thì mọi người lắp dụng cụ đẩy hơi vào dây dẫn bơm hơi. Rồi bơm hơi cho tới khi nào cơ thể cảm thấy đủ căng cứng, dễ chịu. Bước 3. Bật nguồn và lựa chọn chế độ nhiệt rung. Mọi người chỉ cần nhấn nhẹ nút nguồn trong khoảng 2-3 giây thì máy sẽ được kích hoạt. Đầu tiên là chúng ta sẽ điều chỉnh chế độ rung. Mọi người chỉ cần nhấn vào nút có biểu tượng rung này. Ở đây thì có 3 chế độ rung mạnh dần phù hợp với nhiều tình trạng đau mỏi thắt lưng cột sống, từ nhẹ cho tới mạnh. Mỗi lần thay đổi chế độ thì đai sẽ phát ra một tiếng bíp báo hiệu chế độ đã thay đổi thành công. Tiếp theo, để lựa chọn chế độ nhiệt thì chúng ta chỉ cần nhấn nhẹ vào biểu tượng nhiệt này. Đai thì có 3 mức nhiệt đang dần, 40, 55, 65 độ. Chỉ số nhiệt sẽ được hiển thị ngay trên màn hình với đơn vị là độ C. Lưu ý, mức nhiệt này cũng có thể bị ảnh hưởng một phần do nhiệt độ môi trường bên ngoài, thế nên chỉ số hiển thị có thể vượt mức 65 độ C. Ngoài ra trên màn hình này còn có thể hiển thị dung lượng pin còn lại. Lúc gần hết pin thì đai sẽ phát ra tiếng bíp và hiển thị dung lượng pin còn lại, đơn vị là phần trăm. Khi hết pin thì đai sẽ kêu tiếng bíp bíp nhiều lần và bắt đầu tự động tắt máy. Thế nên mọi người nên nhớ sạc đầy pin trước khi dùng để không bị gián đoạn trong quá trình sử dụng. Do đai có dung lượng pin lên tới 5000 mAh, thế nên thời gian sạc sẽ kéo dài từ 2 cho tới 3 tiếng. Và khi sạc thì biểu tượng chỉ báo sạc pin sẽ nhấp nháy trên màn hình. Nếu mỗi ngày mọi người sử dụng đai từ 15 cho tới 30 phút thì mọi người có thể sử dụng lên tới nửa tháng mà không cần sạc lại. Khi sử dụng đai Jack 5 thì chúng ta cũng có thể dễ dàng làm những công việc khác như là đọc sách, lướt Facebook, nghe nhạc, nấu ăn thoải mái mỗi sáng. Còn khi muốn xả hơi thì mọi người chỉ cần lấy miếng xả hơi được đặt trong túi nhỏ dí vào đầu dây dẫn hơi, hoặc có thể dùng tay dí vào đầu dây dẫn hơi một cách trực tiếp, hơi sẽ từ từ được xả ra.
Vậy là trên đây thì Ecovin đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng em đai thắt lưng cột sống thoát vị đĩa đệm Jack 5 phiên bản mới. Nếu mọi người còn thắc mắc hay muốn đặt mua hàng thì có thể liên hệ ngay theo thông tin dưới đây. Số hotline 0972 555 145. Website ecovin.vn. Địa chỉ CL14, Đô thị Nam La Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video này. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo nhé.